hàng chục người chết và mất tích. Hàng triệu hecta lúa và hoa màu bị mất trắng hoặc ảnh hưởng. Hàng trăm đàn gia súc, gia cầm bị thiệt hại. Hoạt động nuôi trồng thủy hải sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ, thậm chí cả hàng trăm tỷ đồng. Nguyên nhân là do bão lũ. Nhất thủy vẫn là nỗi ám ảnh của người dân khi mùa mưa lũ đến. Phòng chống và ứng phó mỗi mùa mưa bão về là nhiệm vụ cấp bách không của riêng ai. Cần làm gì để an toàn mùa mưa lũ? Cơn bão số 2 với tên gọi Talat trong mùa mưa bão năm 2017 được đánh giá là không phải bão lớn nhưng đã khiến 28 người bị thương vong và thiệt hại nhiều tài sản khác. Mặc dù các cơ quan khí tượng từ Trung ương đã dự báo khá chính xác và kịp thời về sức gió, hướng đi và thời gian đổ bộ của bão, nhưng hậu quả mà bão số 2 gây ra lại vô cùng thảm khốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, khoảng 1 giờ sáng ngày 17 tháng 7, bão số 2 đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với sức gió mạnh cấp 8, cấp 10, các đảo ven biển gió giật cấp 11, 12. Hoàn lưu bão số 2 đã gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Hầu hết, các chuyên gia dự báo khí tượng đều đánh giá bão số 2 không phải là cơn bão lớn, nhưng hậu quả gây ra lại khá nặng nề, đặc biệt khiến 28 người thương vong. Mặc dù các địa phương đã có sự chủ động ứng phó ngay từ đầu, nhưng bão số 2 vẫn gây thiệt hại đáng kể về tài sản tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Tại tỉnh Nghệ An có một người chết, hơn 2.700 nhà bị tốc mái, 300 hecta dưa hấu bị ngập, hàng nghìn cây xanh bị đổ, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở gây ách tắc giao thông. Hai tàu vận tải bị chìm, trong đó có 13 thuyền viên trên tàu hiện chưa có thông tin. Tại Hà Tĩnh, có 4 tàu bị chìm trong khu neo đậu, ngoài ra những thiệt hại khác đang được thống kê. Tại Thanh Hóa, thống kê bước đầu có 590 hecta lúa bị ngập, 743 hecta mía bị gãy đổ. Bão số 2 cũng khiến các hãng hàng không phải hủy 18 chuyến bay từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và ngược lại. Chủ động với diễn biến mưa lũ và sớm khắc phục hậu quả của cơn bão số 2, thì tôi đề nghị các đồng chí tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau đây: hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão, sửa chữa nhà cửa, sự tiếp tục sơ tán người dân ra khỏi những cái vị trí nguy hiểm như là những cái khu vực dễ sạt lở đất và dễ xảy ra lũ ống, lũ quét. Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai yêu cầu các cơ quan chức năng, các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa sau bão, giám sát tình hình các hồ chứa, chủ động các kịch bản trong trường hợp phải xả lũ các hồ chứa, đảm bảo an toàn cho hạ du. Trong khi các địa phương tại các tỉnh miền Trung vẫn còn đang khắc phục những hậu quả nặng nề của bão và hoàn lưu bão số 2 để lại, thì lại chuẩn bị đón một cơn bão mới với mức độ phức tạp được dự báo cũng khó lường. Bão số 4 với tên gọi quốc tế Sơn Ca là cơn bão khá đặc biệt khi suốt 24 giờ từ khi xuất hiện, bão số 4 gần như không dịch chuyển. Tuy nhiên, ngay khi bão đổ bộ vào Quảng Bình trong sáng ngày 25 tháng 7 đã gây mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Để kịp thời ứng phó với bão, ngay từ ngày 24 tháng 7, Ủy ban Nhân dân Quảng Bình đã có công điện khẩn chỉ đạo các đơn vị và các địa phương triển khai công tác phòng chống, sẵn sàng ứng phó với bão số 4. Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng tỉnh thì tất cả các tàu thuyền hoạt động trên biển Quảng Bình là đã được vào các cái khu neo đậu và đang khẩn trương chỉ đạo các cái địa phương là đến kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn cụ thể các cái biện pháp để mà neo đậu đúng kỹ thuật để đảm bảo là thiệt hại ít nhất xảy ra. Tại Quảng Trị, trong hai ngày 24 và 25 tháng 7, trên địa bàn tỉnh có mưa lớn trên diện rộng. Đặc biệt tại huyện đảo Cồn Cỏ, gió đã giật mạnh trên cấp 7, cấp 8. Tỉnh Quảng Trị tập trung triển khai nhiều giải pháp phòng chống bão số 4, kêu gọi tàu thuyền vào bờ neo đậu để có thể đảm bảo an toàn. Tỉnh Quảng Trị đã thành lập các cái đoàn công tác đi các cái địa bàn để kiểm tra. Ưu tiên cái số 1 là gọi tất cả các cái tàu thuyền hiện nay đang đánh bắt cá ở ngoài biển để vào và tiếp tục theo dõi cái diễn biến thời tiết. Và đến thời điểm này thì trên địa bàn Quảng Trị thì toàn bộ số lượng tàu thuyền đánh bắt ở ngoài khơi đã được kêu gọi vào bờ. Nghệ An, địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất của bão số 2, nay lại phải đối mặt với bão số 4. Sau bão số 2, nhiều công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống điện thắp sáng, nhà cửa, ao hồ nuôi trồng thủy sản của người dân tại địa phương
vẫn chưa khắc phục được. Nhưng ngay từ chiều ngày 24 tháng 7, tỉnh Nghệ An yêu cầu các huyện ven biển phối hợp với bộ đội biên phòng, các ngành thủy sản và các ngành liên quan theo dõi, kiểm đếm, quản lý chặt hoạt động của các tàu thuyền trên biển để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời, triển khai các phương án đảm bảo an toàn về người, tài sản tại khu vực du lịch ven biển, trên các đảo, trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản và tại những khu vực thường xuyên bị ngập lũ. Bố trí sẵn lực lượng, phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống phức tạp của bão lũ. Các ngành, địa phương, người và các chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển được thông tin và khuyến cáo về những diễn biến phức tạp của bão để chủ động phòng tránh hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Sau bão, các địa phương khẩn trương lên các phương án khắc phục hậu quả của bão và hoàn lưu bão, huy động lực lượng giúp dân sửa chữa lại các nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, khẩn trương bơm tiêu rút nước tại các khu vực bị ngập úng, khôi phục sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ do hoàn lưu bão số 4 gây ra, đặc biệt là tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để chủ động các biện pháp ứng phó kịp thời. Chắc hẳn chúng ta vẫn chưa quên câu chuyện cơn bão số 4 năm 2016. Xả lũ bất ngờ lúc 1 giờ sáng ngày 14 tháng 10 năm 2016, đập thủy điện Hố Hô ở biên giới hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình khi nước lũ dâng lên trên mức báo động 2 khoảng 1,5 mét đã làm cho một số đường trong huyện Tuyên Hóa, dù là vùng cao cũng bị ngập, chia cắt và nhiều nhà dân ngập sâu 4 mét. Nước lũ dâng cao gây ngập úng nhiều diện tích lúa, hoa màu vụ hè thu. Ngay trong đêm, người dân phải di chuyển lên các vị trí cao hơn để tránh lũ và hậu quả là hàng trăm ngôi nhà huyện Tuyên Hóa bị ngập. Lũ tại vùng hạ du lên nhanh và đột ngột trong đêm, khiến nhiều vùng dân cư tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, người dân không kịp trở tay sau khi thủy điện Hố Hô xả lũ bất ngờ trong đêm. Liên quan đến hoạt động của thủy điện Hố Hô, ngày 18 tháng 10, đoàn công tác của Bộ Công Thương do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã có mặt tại Hà Tĩnh. Đoàn kiểm tra đã chỉ ra nhiều bất cập đã và đang tồn tại trong quá trình hoạt động của nhà máy. Trong đó, nổi lên là việc chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp trong công tác phòng chống lụt bão và điều tiết xả lũ. Tôi yêu cầu cho tổ công tác tiếp tục thu thập, nghiên cứu, rà soát các cái tài liệu liên quan, thu thập các cái chứng cứ để trên cơ sở đó thì có cái báo cáo một cách rất là đầy đủ đối với lãnh đạo bộ về cái nội dung này. Trên cơ sở đó thì chúng ta xác định một cách rõ ràng về cái trách nhiệm của các cái bên liên quan. Tuy nhiên thì qua sơ bộ báo cáo của các đồng chí ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy rằng là về phía nhà máy thủy điện Hố Hô thì chúng ta cũng có những cái có thể nói là những cái khiếm khuyết nhất định trong công tác chuẩn bị vận hành nhà máy. Câu chuyện xả lũ và những hậu quả khôn lường của nó dường như không thể đong đếm nếu còn có sự tắc trách và thiếu thận trọng, thiếu tính khoa học. Và người phải gánh chịu hậu quả nhiều nhất đó chính là những người dân vùng lũ. Vào những ngày giữa tháng 7 vừa qua, dù trước khi Hồ Thủy Điện Hòa Bình mở cửa xả lũ, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các huyện chủ động triển khai các biện pháp phòng chống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, do chủ quan trong việc phòng chống, nên hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng dọc sông Đà đang bị ảnh hưởng nặng nề. Gia đình nhà tôi hiện nay cũng thiệt hại toàn những loại cá đặc sản, nhất là mất 2 lồng cá chiên, 2 lồng cá ngạnh. Thế và cá lăng thì hiện đến giờ này là cũng mất mấy lồng cá lăng giống, lăng từ 3 cho đến 8 lạng. Còn tại huyện Kỳ Sơn, nước lũ đã làm ngập 6 hecta lúa, làm chết hàng trăm lồng cá bè nuôi dọc hai bên sông. Lượng cá bị chết lên tới hàng trăm tấn, thiệt hại khoảng gần 20 tỷ đồng, tập trung tại huyện Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình. Đây là một cái thiệt hại rất lớn cho bà con nhân dân ở địa phương. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang tập trung chỉ đạo bà con tiếp tục theo dõi cái xả lũ và hai nữa đã có những cái biện pháp để mà giải quyết, gọi là tháo gỡ những cái phần nào, cứu vớt được phần nào thôi. Thế còn về thiệt hại là rất lớn. Rút kinh nghiệm từ lần trước, sau khi Hồ Thủy Điện Hòa Bình mở cửa xả đáy từ các ngày 18 và 19 tháng 7, các địa phương vùng hạ du trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã chủ động triển khai các biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ sau hơn một tiếng đồng hồ, Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ hai, mực nước sông Đà tại trạm bơm Đồng Luận, huyện Thanh Thủy đã dâng cao hơn 1,3 mét. Nhận định mức nước sẽ tiếp tục dâng lên cao hơn trong những ngày tới, xí nghiệp thủy nông Thanh Thủy đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các máy bơm dã chiến ven sông và sẵn sàng phương án bơm tiêu để phòng mưa lớn gây ngập úng. Công tác chuẩn bị và cũng như công tác phòng chống là chúng tôi cơ bản đã đáp ứng theo với kế hoạch ban đầu. Và đặc biệt nhất là các
một số, tức là ở các địa phương, tức là còn một số cái xa chặn, chặn ở trên các ngòi tiêu, lạch tiêu, thì chúng tôi đã yêu cầu là có tháo dỡ toàn bộ, nên gọi là riêng về cái hoàn lưu của cơn bão số 2, và đặc biệt là khi mà xả cửa xả đáy của đập thủy điện Hòa Bình thì là cơ bản là trên địa bàn huyện Ninh Thủy, tức là coi là đảm bảo, tức là an toàn. Ở một địa phương khác, tỉnh Tuyên Quang hiện có 500 hồ đập, trong đó có hai hồ thủy lợi lớn là hồ Ngòi Là và hồ Hoàng Khai. Toàn tỉnh hiện có khoảng 2.900 công trình thủy lợi phục vụ nước tưới cho trên 36.800 hectare lúa hai vụ. Tuy nhiên, do các công trình thủy lợi, hồ đập xây dựng từ lâu, do vậy nhiều công trình đã và đang bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Cho đến nay thì có hai vị trí đã xảy ra hiện tượng xuống cấp, đó là tại vị trí cống lấy nước này, thì phần đỉnh đập trên đỉnh cống là cũng đã có hiện tượng sụt lún, và cái thứ hai là phần thân tràn tại hai tường cánh của tràn thì đã có hiện tượng rò rỉ mang tràn và gây xói lở. Tuyên Quang là một tỉnh miền núi nghèo, nguồn vốn của tỉnh hạn chế. Trong khi đó, các công trình tu sửa cần nguồn vốn lớn, nên việc tu bổ các công trình thủy lợi gặp rất nhiều khó khăn. Để ứng phó trước mắt với những nguy cơ an toàn hồ chứa, trước mắt, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi Tuyên Quang hướng dẫn các ban quản lý các công trình thủy lợi cơ sở cân đối, bố trí nguồn kinh phí cấp bù thủy lợi phí, lập hồ sơ và tổ chức tu sửa các công trình thủy lợi bị hư hỏng, xuống cấp. Tuy nhiên, những giải pháp mang tính tạm thời này vẫn là những hiểm họa rình rập sự an toàn của hàng ngàn người dân trước mùa mưa lũ. Việt Nam đang là một trong năm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Mỗi năm có trên 10 cơn bão đổ bộ vào nước ta và khoảng 80 đến 90% dân số phải chịu ảnh hưởng của bão. Hạn hán, mưa lũ bất thường, những hiện tượng khí hậu cực đoan nếu không dự báo được sẽ gây ra hậu quả về kinh tế xã hội. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp, phá vỡ các quy luật khí tượng thủy văn tồn tại nhiều năm qua, khiến cho công tác dự báo khí tượng thủy văn gặp không ít khó khăn. Đặc biệt trong mùa mưa bão, việc dự báo mưa được coi là khó nhất hiện nay. Vì cái mưa đấy chỗ này là một cái biến liên tục, bất liên tục, tức là không liên tục kể cả theo thời gian và không gian. Ví dụ như là bây giờ đang mưa, chốc nữa tự dưng có thể nặng. Ví dụ như là ở đây có thể đang mưa to nhưng mà ở cách đây khoảng không xa, khoảng độ 500 mét một cái rổ có thể trời vẫn là nặng. Thì những cái hiện tượng dự báo mưa là một trong những vấn đề mà cái bài toán rất là nan giải, và độ chính xác của giọt mưa rất là, cho đến bây giờ vẫn là rất là kém, không phải chỉ ở Việt Nam mà hầu hết các cái trung tâm dự báo trên thế giới. Khoa học dự báo dù đã có nhiều tiến bộ so với trước, tuy nhiên việc dự báo thời tiết vẫn sai số do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc hệ thống quan trắc chưa đáp ứng được yêu cầu, công nghệ lạc hậu cũng là vấn đề không chỉ riêng của Việt Nam. Việt Nam mình nằm ở khu vực nhiệt đới, mà các yếu tố thời tiết ở nhiệt đới là thay đổi nhanh hơn rất nhiều so với vĩ độ cao. Nói ví dụ như đơn giản như Nhật Bản là ở vĩ độ khoảng 35 đến 40 độ Vĩ Bắc, Việt Nam thì nằm từ khoảng 8 đến 23 độ Vĩ Bắc, thì cái tính nhiệt đới ở khu vực Việt Nam mạnh hơn rất nhiều so với Nhật Bản. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là như số lượng trạm đo ở Việt Nam cũng ít hơn so với Nhật Bản, và các công nghệ đo của chúng ta vẫn một nửa là tự động, một nửa là bằng tay, cho nên là cái thông tin của nó cũng không, cập nhật không được nhanh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, mùa mưa bão năm 2017 sẽ có khoảng 13 đến 15 cơn bão trên Biển Đông, nhiều hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt là tính bất thường, phức tạp, khó lường, khó dự đoán. Để chủ động ứng phó với thiên tai, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương đã chủ động xây dựng các mô hình dự báo bão, tham khảo mô hình dự báo quốc tế để kịp thời dự báo về sự hình thành cũng như đường đi của các cơn bão. Hiện nay để dự báo bão thì chúng tôi có nhiều phương án, nhiều mô hình. Ở trong nước thì trước tiên là chúng tôi có những cái đội ngũ xây dựng và trích xuất ra những cái số liệu từ các mô hình dự báo toàn cầu, dự báo thời tiết toàn cầu, và chúng tôi theo dõi cái sự hình thành, sự phát triển cũng như là sự tan rã của các cơn bão bằng các mô hình thời tiết đó. Mặt khác thì chúng tôi cũng xây dựng các mô hình riêng, tức là do cá nhân, cái đề tài, nhiệm vụ chuyên môn, chúng tôi xây dựng các mô hình để xác định cái sự hình thành của bão trên Biển Đông. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cũng cho biết, Việt Nam hiện vẫn chưa có mô hình dự báo bão chuyên biệt để ứng dụng riêng cho khu vực Biển Đông. Trong thời gian tới, mô hình này sẽ được cập nhật để nâng cao chất lượng dự báo bão.
Có như vậy, công tác phòng chống và ứng phó với bão lũ mới thực sự đạt hiệu quả, giảm thiểu tối đa những hậu quả và thiệt hại về người và tài sản.